你这个等贼等，喷不犬，能的，身披不枷行，锁，来，放赤点手水。空拳，哼！打我算看你你个个等于能真不撑得得帮了侬。几时？反是正你你得自就欺来，欺人，挨濒点临重冲打天雷的，板，还搞毛想雷要满我壶的打命？上。Hồng chở đâu? Hồng chở đâu? Nam Sung làm nhục ta, cũng chính là làm nhục sở đại quan nhân, làm nhục mọi người ở tràng khách. Từ ngày các ngươi lúc nào cũng luôn miệng gọi ta là sư phụ, cứ như vậy thì làm sao có thể đứng ngoài cuộc bình tĩnh mà xem xét chứ? Giết hắn cho ta. Đại quan nhân, bảo khi dừng tay đi, không nên làm tổn thương đến nhân phạm nhân. Các người cứ để khi Lam Sung trốn tài, các người không thấy sự sợ hãi hiện trên mặt hắn ta, tốt nhất là để cho những tên đó tài không mặt đèn này biết, bắt nạt người cũng chính là tự làm nhục mình. Một tình báo Lâm Sung hay đi. Thật khổ thẹn, nhưng trong lòng giáo đầu ta chỉ nghĩ những người này chỉ là thuộc hạ của ta, nhưng làm sao có thể tự mình ích kỷ cho qua như thế? Giả sử như để cho họ thắng thì anh cũng đâu đánh mất mạng. Để quan nhân biết được những gì mà Lâm Sung ta nghĩ, Lâm giáo đầu đúng thật là giờ phút sống chết mà còn nghĩ cho họ. Sai tiếng ta sẽ chuẩn bị thức ăn và rượu ngon tiếp đãi người, tôn sùng mọi cách. Cũng chính vì muốn để cho giáo đầu thể hiện hết bản lĩnh của mình, nếu không thì do Sài Tiến có mắt không tròng, có phải là muốn để Sài Tiến ta móc con mắt ra? Được thôi, vậy Lâm Xuân ta sẽ lấy gậy làm vũ khí. Hãy xem thương pháp của Lâm gia. Hay. Yeah!
10 lượng bạc đó là do ta nhịn nhịn mà lấy. Các sĩ diện gián đầu của 80 cấm quân nhắm mắt cắn răng mà nói là xin của sài đại quan nhân, chỉ để đưa cho quản danh Lao Thành không bị đánh cho đến tàn tật, để đổi lấy những ngày có thể cầm cự về kinh thành đoàn tụ cùng với nương tử. Hắn ta mang tội mà lập công, tìm được tôn nghiêm về mình, thật bất đắc dĩ đã đắc tội. Người thật lợi hại. Mỗi lần đi săn bắn đều không làm cho ta thấy thỏa thích, cũng không biết bản thân mình khó chịu ở đâu. Lần đi săn bắn này chỉ thấy bên ngoài thêm thảm thi, cỏ cây lại thêm vàng úng, ngay cả trên người có con thỏ thì cũng đầy xương. Trên người của những con chó săn này cũng thay lông rồi. Để quan nhân, có phải là người đang sầu não không? Không thể phục vụ cho quốc gia, phải làm tính lãng quân, làm tính lãng quân bành tường cho Đại Tống, đều phải là ở ẩn. Nên giáo đầu, chỉ có người là hiểu ta. Đẹp quan nhân, Nam Sơn còn một việc muốn thỉnh cầu. Gia quyến của Nam Sơn còn ở Bắc Kinh, hôm đại quan nhân lúc rảnh rỗi giúp đỡ chăm sóc cho họ giùm tôi. Việc này tôi có thể làm được, cứ để tôi lo. Anh cứ yên tâm. Lâm giáo đầu, tin từng biệt. Anh hãy tự bảo trọng. Để quan nhân, hãy gửi lời đến nương tử của tôi. Nam Sung vô cùng thương nhớ, khắc cốt ghi tâm. Mở cửa, nhanh lên. Đại nhân, phạm nhân đã đến. Ngươi là phạm nhân mới đến hả? Thái tổ Vũ Đức Hoàng đế có quy cựu, phạm là phạm nhân mới đến đều phải chịu bị đánh 100 gậy. Bây giờ ngươi đang bị cảm phong hàn, ngươi vẫn chưa khỏi bệnh, còn 100 gậy gì thì tạm thời ghi lại, đợi ngươi bệnh khỏe rồi tính. Đa tạ châu toàn. Ở đây ta có 10 lượng bạc,
Làm phiền anh báo cho anh đại ca nhận cho. Được thôi. Lên giáo đầu là người đàn ông tốt. Biết nãy ta tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của ngươi. Ngày thường tên hồng giáo đầu đó so tài với những người có bản lĩnh trong doanh trại này, điều thắng không bao giờ thua.